Trước thềm SEA Games 30, thể thao Việt Nam đang đứng trước nhiều mối lo ngại và được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trên đất Philippines, đặc biệt ở các bộ môn thế mạnh, trong đó có cả thể dục dụng cụ. Còn nhớ tại kỳ SEA Games 29 trên đất Malaysia, thể dục dụng cụ mang về 5 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam, vượt chỉ tiêu đề ra. Nhưng ở kỳ đại hội thể thao sắp tới, kỳ tích này được cho là khó có thể tái lập. Nỗi lo lớn nhất đến từ đà thăng tiến của các vận động viên Philippines, đặc biệt là cái tên đang rất nổi trong thời gian gần đây, Carlos Zulo. Người vừa giành tấm huy chương vàng nội dung thể dục tự do giải thể dục dụng cụ vô địch thế giới năm 2019 ở độ tuổi 19. Tôi có thể nhận định vận động viên Philippines là vận động viên toàn năng. Là cô ấy vừa rồi thi đấu với vô địch thế giới là cái nội dung toàn năng của cô ấy là cũng xếp nằm trong top 10. Vì thế thì những cái nội dung mà ngoài việc cái môn thế mạnh của cô ấy là môn thể dục tự do ra, mà những cái nội dung thế mạnh của Việt Nam mình mà cô ấy cũng bây giờ là cũng có sự cạnh tranh bằng ngang ngửa nhau. Và cái thế mạnh nhất thì chúng ta không nói làm gì, thì cô ấy là đã vượt trội rồi. Như trước đây chúng ta đã vượt trội những cái môn thế mạnh, nhưng bây giờ những môn thế mạnh của đội tuyển thể dục của Việt Nam năm nay nó lại vướng vào của vận động viên Philippines. Bên cạnh đó còn số vận động viên cũng mạnh nữa là như Indo, như Malaysia. Và cái sự cạnh tranh năm nay thực sự tôi phải nói là nó rất là khó khăn và khốc liệt. Biết cũng khá về em vận động viên Philippines. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em ấy trình độ cũng khá là cao và các động tác cũng khá là khó. Thì em ấy được một huấn luyện viên Nhật và dạy từ bé và em ấy sống ở bên Nhật luôn. Thì em ấy một thầy một trò thì em ấy tiến bộ khá là nhanh. Còn em chạm mặt với em ấy thì cũng được 4-5 lần gì gọi đó. Thì cũng vài lần thắng và cũng vài lần thua. Sự phát triển được dự đoán từ trước của các vận động viên trong khu vực đang ít nhiều gây ra những khó khăn cho việc chinh phục những tấm huy chương vàng của thể dục dụng cụ Việt Nam. Càng khó khăn hơn nữa khi nội dung mà chúng ta gần như chắc chắn nếu thi đấu sẽ có vàng là đồng đội đã bị nước chủ nhà gạt ra. Không có nội dung đồng đội, giờ đây thầy trò huấn luyện viên Trương Minh Sang sẽ đặt kỳ vọng vào ba nội dung thế mạnh khác, đó là nhảy trống, xa kép và vòng treo. Chúng tôi đã nói từ đầu là tại sao năm nay chúng tôi đặt cái mục tiêu là gì? Từ 2 đến 3 huy chương vàng thôi. Mặc dù chúng ta trước đây chúng ta đã có được nhiều cái huy chương vàng ở SEA Games, từ 5 đến 7 huy chương vàng là có, từ cả nam và nữ. Nhưng chúng ta nhìn thấy thực tế, chúng ta đầu tư những vận động viên thế hệ vàng chúng ta đã đạt được những đỉnh cao. Và khi cái thời gian mà các nước bạn như là họ cũng đầu tư như Philippines, rất nhiều năm tập luyện tại Nhật Bản cùng với một huấn luyện viên, và tuy nhiên khi trở về bây giờ thì cái tiềm năng của họ, cái sự cạnh tranh của họ nó lớn hơn mình. Vì thế tôi nghĩ rằng cái sự mà cạnh tranh, tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta mà không tập trung tốt, khả năng là chúng ta chỉ 50-50 cạnh tranh ở nội dung thế mạnh của mình mà thôi. Thực ra thì thể dục dụng cụ nó cũng khá là khó nói, tuy là hơn em 4/10 nhưng mà cũng không phải là trở ngại lớn của em. Quan trọng là cái tiếp đất và cái thực hiện bài thi xem ai chắc chắn tự tin hơn là người đó sẽ giành được chiến thắng. 2 năm trước tôi nhận định nếu như chúng ta không cố gắng, không nỗ lực thì cái khả năng chúng ta cạnh tranh cũng rất là khó. Và rất may là chúng vận động viên chúng ta cũng kiên trì và cũng có những cái thế mạnh của mình. Và tuy nhiên cái thế mạnh của chúng ta trước đây chúng ta tuyệt đối rồi, chúng ta không có đối thủ. Nhưng bây giờ chúng ta có đối thủ là vận động viên người Philippines mà năm nay lại là chủ nhà nữa. Mà cái thiệt thòi chúng ta là không có nội dung đồng đội mà cái nội dung thế mạnh của mình. Tôi nghĩ rằng SEA Games năm nay là một SEA Games rất khó khăn đối với đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi phải nhìn vào đó, cái khó khăn đó và cái động lực để chúng tôi cố gắng nhiều hơn. Sự phát triển của các nước bạn chắc chắn sẽ mang lại nhiều khó khăn cho những Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành hay Đặng Nam. Tuy nhiên, tấm huy chương vàng sẽ càng quý giá và đáng trân trọng hơn nếu như các vận động viên của chúng ta vượt qua được những khó khăn đó để đứng ở vị trí cao nhất trên bục nhận giải.